Xin chào tất cả mọi người ạ, em là Cảnh hàng bãi Nhật ạ. Hôm nay em có lấy thêm được một số mẫu đồ nghề Nhật bãi nữa. Hôm nay thì em có lấy thêm được một số mẫu đồ gốm như là bình bông này, rồi chén ăn cơm và đĩa gốm sứ Nhật và một số cái mẫu ấm đun nước, rồi nồi chảo của Nhật và của Mỹ ạ. Và em có lấy thêm được một số mẫu đồ nghề như xẻng gấp của Mỹ này, xẻng Nhật và một số mẫu đồ nghề như cờ lê, mỏ lết, búa, rồi kéo tỉa bonsai, rồi dao chặt, rìu, lưỡi rìu của Mỹ, rồi dao bếp Nhật bãi á. Mã đầu tiên hôm nay là mã L ạ. Mã đầu tiên nó là mã L0. L0 nó là một cái bộ muỗng và bụng bồn lĩa của Nhật. Cán thì được làm bằng gỗ nha các bác. Nó gồm 5 chiếc muỗng này các bác, 5 chiếc muỗng cán bằng gỗ khâu đồng này, và nó gồm thêm 5 chiếc nĩa nữa là tổng cộng 10 chiếc ạ. Chiều dài chiếc nĩa và thìa thì nó sẽ dài được khoảng 18 cm. Ở mặt sau thì nó có dập chữ snap theo này, thép không dỉ ạ, thép không dỉ. 10 bộ này 10 chiếc là L0 là 100.000, L0 100 ạ. Nên mã số tiếp theo là L1 ạ. L1 nó là một cái bộ chén của Mỹ á. Bộ chén này thì chiếc chén nó sẽ có đường kính miệng là được 12 cm. Cái lòng chén nó sẽ sâu được là tầm khoảng 3.5 cm. Chén này thì nó được tráng một lớp men màu cam hai mặt rất là đẹp, còn ở dưới đáy là màu trắng á, màu trắng. Ở dưới đáy nó sẽ có thương hiệu và nó dập chữ là Made in USA. Một bộ này gồm 6 chiếc còn đẹp như mới. L1 thì có giá là 350.000, 6 chiếc ạ. Mã số tiếp theo là L2. L2 nó là một bộ tô chén của Pháp. Nó bộ này thì gồm 5 chiếc. Cái tô này thì cái chén này sẽ có đường kính miệng là được 15.5 cm. Cái lòng chén nó sẽ sâu được khoảng 6 cm, tầm 6 cm ạ. Đấy. Cái này thì nó là một chiếc chén ăn cơm nhưng mà nó to gần bằng cái tô luôn. To gần bằng gần tô, các bác có thể dùng để ăn cơm hoặc đựng đồ ăn được ạ. Ở dưới đáy của chén thì nó sẽ có logo của Pháp, nó là hình một người đang bắn cung ạ, và có chữ Phật răng ạ. Chén này thì nó gồm 5 chiếc nha các bác, 5 chiếc nhưng mà nó sẽ có một chiếc bị lỗi này các bác. Một lỗi nó bị mẻ một góc nhỏ đây, mẻ một góc nhỏ ở cạnh ạ. Thì bình thường này em sẽ bán là 60.000 một chiếc, thì 4 chiếc sẽ là 250.000, 240.000. Thì cái chiếc lỗi này thì em tặng thêm nó thành bộ 5 chiếc ạ. 5 chiếc thì mã L2 này thì nó là 250.000. Còn 4 chiếc còn lại thì còn lành hết. Cái này thì nó bị mẻ một vết rất là nhỏ ở trên cạnh đây ạ. Còn ngoài ra thì 4 chiếc còn lại còn lành đẹp hết ạ. L2 250.000. Mã số tiếp theo mã L3. L3 nó là một cái bộ đĩa. Bộ đĩa này thì gồm 5 chiếc nha bác, 5 chiếc. Đĩa này thì hai bên thì người ta có hai bên giống như là đĩa khuyết ấy các bác, khuyết hai bên này. Khuyết hai bên, vành thì được mạ vàng này các bác, mạ vàng hai bên vành. Và đường kính miệng đĩa sẽ được là 19.5 cm. Ở trên trong lòng đĩa thì người ta sẽ khắc hình cây hoa đào nha bác. Cây hoa đào rất là đẹp. À, người ta vẽ chứ các bác, vẽ tay hình cây hoa đào vẽ nổi trên bề mặt đấy ạ. Đó, ở mặt đáy của chiếc đĩa này thì nó sẽ có cái mộc màu xanh, mộc màu xanh đấy ạ. Đó, một bộ đĩa này gồm 5 chiếc này các bác, 5 chiếc trong hộp mới tinh chưa qua sử dụng. 5 chiếc thì có hoa văn giống nhau. Thì là N3 thì có giá là 350.000 một bộ còn hộp đấy ạ. Và số tiếp theo là L4 ạ. L4 nó là một bộ bộ gồm có 5 chiếc chén bằng gốm, và cái này giống như là gốm cổ này. 5 chiếc chén này thì các bác có thể dùng để ăn cơm hoặc là đựng súp được. Đường kính miệng chén sẽ được là 12 cm và lòng chén nó sẽ sâu được tầm khoảng 3.5. Đó, nhìn men màu xám, nhìn rất là cổ kính này. Ở bên trong có lòng chén có hoa văn này. Nó có 5 chiếc nha các bác. Và nó sẽ có một cái thố rất là to luôn. Đây ạ. Cái thố, cái tô rất là to, nó có lắp này, nắp của nó rất là đẹp này các bác. Và nó cũng còn mới chưa qua sử dụng. Cái đường kính miệng của cái thố này nó sẽ được là khoảng 25 cm. Và lòng nó sâu là được tầm là 8.5. Đấy, còn rất là đẹp, các bác có thể dùng để
đựng súp, đựng canh, đựng súp, đựng canh nóng đấy để sử dụng. Và bộ này thì nó sẽ có thêm một cái muôi nữa nhá, cái muôi để các bác múc canh, múc súp hoặc múc cháo, múc cháo á. Và nó sẽ có một cái đế để cái muôi này các bác, khi các bác múc xong thì nó sẽ có cái đế của muôi luôn. Đấy, các bác đặt lên thì nó sẽ không bị cái muôi này nó không bị chạm xuống đất hoặc là không bị dính xuống nền. Đó, nó sẽ có riêng cái đế riêng của muôi nữa. Đó, bộ này thì còn mới chưa qua sử dụng trong hộp luôn. Gồm 5 cái chén, một cái thố to này và một cái muôi có đế của muôi nữa. Cái đế thì màu đen. Bộ này là L4 thì là 550.000. Các bác có thể dùng để đựng canh, đựng cháo hoặc đựng súp tùy ạ. Tùy ạ. Súp nóng L4 550.000. Cái mã số tiếp theo L5 ạ. L5 nó là một cái bình bông bằng gốm Nhật. Chiều cao cái bình bông sẽ được là khoảng chiều cao được là 27 cm, đường kính miệng cái bình bông là 7.5, đường kính đáy sẽ là được 6.5. Ở trên vành miệng này thì cũng mạ một cái lớp màu vàng ấy. Trên vành miệng mạ màu vàng này, và xung quanh cái bình thì người ta tráng một lớp men màu xanh và nó có hình cây hoa đào rất là đẹp ạ. Và nó có thêm hình một cặp chim uyên ương nữa, chim uyên ương. Cái hoa văn hình cây đào và chim uyên ương này thì được nghệ nhân Nhật vẽ tay nên nó rất là đẹp luôn ạ. L5 thì nó là 450.000 ạ. Đến mã số tiếp theo là L6 ạ. L6 cũng một chiếc bình bông ạ. Chiếc bình bông này thì nó sẽ có chiều cao là được khoảng 25 cm ạ. Và đường kính miệng chiếc bình bông là nó rộng là 9.5 ạ, 9.5. Và đáy bình thì nó rộng là khoảng 12 cm. Và bề ngang cái bụng của chiếc bình bông thì nó tầm 18 cm ạ, 18 cm. Đây, chiếc bình bông thì xung quanh chiếc bình bông thì người ta có vẽ hoa văn phun chiếc bình luôn ạ. Hoa văn thì có hình xe hoa và có những cái bông hoa mẫu đơn hay hoa tử đằng của Nhật đấy ạ. Ở dưới đáy bình có một cái mộc hình vuông màu đỏ, mộc hình vuông màu đỏ. Bình thì còn rất là đẹp và lành lặn, không nó có không có bị lỗi gì hết ạ, không có bị lỗi gì hết. L6 nó là 950.000 ạ. Cái mã số tiếp theo là mã L7 ạ. L7 cũng một chiếc bình bông gốm Nhật. Chiếc bình này nó sẽ có chiều cao là được 22 cm ạ, chiều cao là 22 cm. Và đường kính miệng là rộng là được 12.5, đường kính đáy thì nó cũng được rộng là 12.5. Và bề ngang cái bụng của bình là được 20 cm ạ. Tầm 20 cm, tầm 20 cm ạ. Cái bình này thì nước men bên ngoài thì người ta tráng men màu trắng sữa nha các bác, màu sữa. Và men này là men rạn nha các bác, men rạn rất là đẹp này. Và trên bề mặt chiếc bình thì người ta có vẽ hình một con chim công rất là đẹp luôn, và có hình những cái bông hoa hoa mẫu đơn hay là hoa tử đằng của Nhật ấy, hoa tử đằng ạ. Rất là đẹp luôn. Cái bình thì cũng còn liền lặng, rất là đẹp, không có bị lỗi gì hết ạ. Và dưới đáy bình thì có chữ Nhật màu đỏ, được nghệ nhân Nhật viết tay ạ. Mã này nó là mã L7 thì có giá là 900.000. Mã số tiếp theo là mã L8 ạ. L8. Mã L8 thì nó là một chiếc chảo hai mặt. Chảo hai mặt này thì nó có dập hình hai con cá nha các bác. Các bác có thể dùng để chiên bánh hoặc làm bánh cá này, hoặc là chiên trứng cũng được ạ. Chiên trứng đó, nó hai mặt còn mới nguyên. Chiều dài bề mặt chiếc chảo sẽ được là 15.5, chiều ngang sẽ được là 14 cm. Có cái phần quai tay cầm thì được làm bằng nhựa cứng ạ. Và chiếc chảo trong lòng chảo thì này người ta có tráng một lớp men để chống dính nha các bác. Cái này thì các bác có thể mang theo để đi du lịch dã ngoại, đi phượt để sử dụng, hoặc là sử dụng ở nhà. Các bác có thể làm bánh cho các bé cũng được ạ. L8 180 ạ. Mã số tiếp theo là L9 ạ. L9 nó là một cái chiếc chảo bằng gang. Chiếc chảo này nó sẽ có đường kính miệng là được 25.5, lòng chảo nó sẽ sâu là được 5.5 cm. Chảo bằng gang này thì các bác có thể dùng để đun ở bếp trong nhà hoặc là mang theo đi du lịch dã ngoại, các bác nấu đồ ăn này. Đó, nó có hai cái quai này các bác, hai cái quai để các bác xách hoặc là các bác
đi du lịch cắm trại thì các bác có thể treo để đun nấu đồ ăn. Và chiếc chảo này còn rất là mới nha các bác. Dưới mặt dưới của chiếc chảo, mặt đáy chiếc chảo thì người ta sẽ dập chữ là CEDO gì đó, đó cái hãng của chảo á. Chảo làm bằng gang rất là dày luôn này các bác. Cái chảo nó dày được tới khoảng đến 4 đến 5 ly luôn ạ. Và nó cũng cực kỳ nặng mà mới chưa qua sử dụng. Lòng chảo thì có lớp men chống dính. Cái lòng chảo này thấy nó rất là nhẵn, có chắc là nó có thể chống dính được ạ. Chảo nó sẽ nặng được 2,6 kg, 2,6 ạ. Này L9 nó là 400.000. Đến ba số tiếp theo L10 ạ. L10 cũng một chiếc chảo bằng gang nữa. Chiếc chảo này thì lớn hơn một chút. Miệng sẽ có đường kính là được 27.5 cm. Và lòng chảo nó sẽ sâu được là 5 cm. Chiếc chảo này thì cũng các bác có thể dùng để sử dụng trong bếp ở nhà hoặc là mang theo đi du lịch dã ngoại để nấu đồ ăn nữa. Ở dưới đáy chảo thì có chữ Nhật ạ, dập nổi, chữ Nhật dập nổi. Và cũng còn mới chưa qua sử dụng. Nó cũng có hai cái quai để xách hoặc các bác treo chảo ạ. Lòng chảo cũng còn đẹp nguyên ạ. Và chiếc chảo này thì nó sẽ có trọng lượng cũng được là 2,6 kg. Mà L10 nó là 450.000. Chiếc chảo này miệng rộng hơn này. L10 450.000. Và số tiếp theo L11. Nó là một chiếc ấm đun nước inox của Nhật. Đây trên này, cái này, phần quai tay cầm ấm thì nó có cái tem của Nhật này các bác. Cái ấm này thì các bác, đây nó có cái nút để các bác đóng mở cái nắp vòi ấm nha các bác. Các bác cái ấm này thì các bác khi luôn nước vào để sử để nấu nước thì các bác luôn vào cái vòi này luôn nha các bác. Các bác xả nước ra thì cũng xả bằng cái vòi này luôn. Đó. Cái ấm này cũng còn rất là mới luôn này các bác. Và đường kính của cái ấm sẽ được là 19.5 cm. Còn mới thì nó có tem của Nhật ạ. Cái ấm này có thể tích là 2 lít. Các bác có thể mua về để chuyên đun nước pha trà hoặc đun nước nóng. L11 thì có giá là 230. Còn mới nguyên. Và số tiếp theo L12. Cũng một chiếc ấm bằng nhôm ạ. Chiếc này bằng nhôm cũng còn mới chưa qua sử dụng. Chiều cao ấm thì nó tầm 11 cm. Đường kính đáy ấm sẽ được là 17 cm. Ấm này thể tích cũng được là 2 lít nha bác. Nó có cái quai sách này. Và ấm cũng còn mới chưa qua sử dụng. Cái lòng ấm này còn mới nguyên zin luôn. Đó, cái đáy cũng thế này. Nó có một hai vết cấn nhẹ này các bác. Này do nó bị gò, bị những cái vật khác nó cấn vào, nó cấn nhẹ thôi. Không có ảnh hưởng gì hết ạ. Còn mới nguyên. Cái ấm này nó có cái tem ở trên ấm mà nó bị phai, bị mờ chữ rồi này các bác. Mà chưa qua sử dụng rồi. Đấy, trên nắp ấm có hình hoa văn, hình như có bông hoa rất là đẹp luôn. Ấm này L12 thì có giá là 200. Mã số tiếp theo là L13. L13 là một chiếc nồi tráng men. Nó có một cái nắp thủy tinh nha bác, nắp thủy tinh. Những cái nồi tráng men này thì cũng còn mới chưa qua sử dụng này các bác. Sẽ đường kính miệng nồi sẽ được là 17 và lòng nồi nó sẽ sâu được là 8.5 ạ. Nó có hai cái quai sách, hai cái quai để mình xách ở hai bên ạ. Đây, ở mặt dưới cũng có lớp men tráng màu trắng sữa nha các bác. Còn nguyên đẹp nguyên này, không có bị chảy xước bong chóc lớp men ạ. Hai bên thì có hình những cái bông hoa màu cam rất là đẹp luôn ạ. Và có một cái nắp nồi nó bằng bằng thủy tinh. Cái này thì các bác khi đun nấu thì cái nắp nồi bằng thủy tinh thì các bác có thể nhìn thấy đồ ăn bên trong để mình điều chỉnh lửa hoặc là mình điều chỉnh ga được ạ. Ấm này thì cái nồi này các bác có thể sử dụng bếp ga, bếp từ, bếp điện đều được nha bác. N13 thì có giá là 350.000. Đến mã số tiếp theo L14 ạ. Cũng một cái nồi tráng men nữa. Nồi tráng men. Nồi này thì nhìn chung còn rất là mới. Nhưng mà ở cái cạnh này nó có chảy một tí này các bác. Nó chảy một vết nhỏ này. Còn lòng nồi còn đẹp nguyên nhá, không bị bong trong lớp men ạ. Đường kính miệng nồi là được 21.5. Lòng nồi nó sẽ sâu được là 10.5 cm. Nồi này thì to hơn này. Có cái tem của Nhật ở bên ngoài đó. Người ta dán tem. Bên ngoài thì người ta mạ một lớp men màu đỏ. Đây, nó ở cái quai nó cũng có chảy một vết này. Ở cái cạnh sát mép lồi thì cũng có chảy. Nói chung nó chảy 3 vết. Đây, một vết này này, một vết ở đây. Còn bên trong có một vết nhỏ nữa. Còn ngoài ra thì còn đẹp lành nguyên. Mà nó cũng không có bị cong vênh móp méo gì hết ạ.
mà nó có cái tem ở trên cả cái nắp nữa, nắp thủy tinh ạ, trong suốt. Cái này là N14 thì có giá là 400 ngàn, N14 ạ. Thế mà số tiếp theo là N15 ạ. N15 nó là một cái nồi áp suất của Nhật. Cái nồi áp suất này thì nó sẽ có chiều cao tính từ đáy nồi mà lên tới cái núm, cái quai núm của nồi là được 26 cm ạ. Bề ngang đường kính nắp nồi là nó sẽ được là 21 cm. Đây, trên cái núm nắp nồi thì nó sẽ có tem của Nhật này các bác, tem của Nhật ạ. Và đây ạ. Đây, em mở nồi này. Đây, cái này thì còn mới chưa qua sử dụng nữa. Ở trong nó sẽ có một cái khay này để các bác có thể hầm hoặc là hấp, thì nó không, đồ ăn nó không dính xuống đáy nồi, nó không bị cháy nha các bác. Đây, nó là có một cái lồng để hấp này các bác. Đó, các bác dùng để hấp, còn mới nguyên chưa qua sử dụng ạ. Cái nồi này dưới đáy nó sẽ dập hãng Riken này các bác, Riken made in Japan. Thể tích là được 6 lít, còn mới. Ở dưới đáy nồi này là do nó bị va quệt với này những cái đồ vật khác, nó trà, nó cạ vào nên nó có xước một hai vết nhỏ ni ti thôi, nhưng mà nó còn mới chưa xài. Mã L15 này thì có giá là 900 ngàn ạ. L15 900 ngàn. Mã số tiếp theo là L16 ạ. L16 nó là một cái nồi tráng men của Pháp ạ. Hãng của nó là hãng Tefal là của Pháp nha các bác. Dưới đáy nồi này. Đây, cái nắp nó còn nguyên bọc ni lông này, còn mới chưa, cũng chưa qua sử dụng. Và đường kính miệng nồi là được 17.5. Lòng nồi nó sẽ sâu được là 8.5 ạ, 8.5. Trong nó có tráng một lớp men chống dính, còn đẹp nguyên, gần như chưa xài ạ, hoặc là mới xài lướt ạ. Và dưới đáy nồi thì đây nó sẽ dập hãng là Tefal này, made in France này các bác, made in France của Pháp. Cái nắp nồi thì làm bằng thủy tinh, bằng cái này không biết là chất liệu thủy tinh hay gì ạ. Và xung quanh vành thì nó là một lớp cao su nha các bác, lớp cao su ạ. Cái mã này nó là L16 là 350 ngàn. Đây, các bác nhìn, còn gần như là mới luôn ạ. Đấy. Lớp bên ngoài thì người ta tráng một lớp men màu đỏ. Mã số L16 này thì có giá là 300, L16 300. 350 ạ, L16 350. Cái mã số tiếp theo là L17, cũng một cái nồi của hãng Tefal. Nồi này thì lớn hơn một chút, hai cái thì cùng bộ ạ. Cái đường kính miệng thì nồi nó sẽ được là 21.5 và lòng nồi nó cũng sâu là 8.5 ạ, 8.5. Đây, nó cũng còn mới, gần như chưa xài. Bên trong lòng nồi nó có lớp men chống dính màu đen, và dưới đáy nồi thì nó sẽ dập hãng là Tefal, rồi made in France này ạ, made in France của Pháp. Cái nắp nồi thì cũng được làm bằng kính hay là thủy tinh, chất liệu giống như thủy tinh ạ. Và xung quanh cái vành này thì là làm bằng cao su nha bác. Còn cái quai của cái nắp nồi này thì được làm bằng nhựa cứng ạ, nhựa cứng. N17 nó là 450 ngàn ạ. Đến mã số tiếp theo là L18. L18. L18 nó là một cái nồi bằng nhôm nha bác, nồi bằng nhôm ạ. Đây, nó có cái nắp nồi chất liệu bằng nhôm, còn mới chưa xài luôn ạ. Đó, mới tinh luôn. Có cái tem của Nhật đấy ạ. Đường kính miệng nồi là được 21 cm. Lòng nồi nó sẽ sâu được là 8 cm. Đây, còn mới nguyên nha bác. Có hai cái quai hai bệnh này. Đó, dưới đáy nồi cũng còn mới. Đây, nắp vung cũng được làm bằng nhôm luôn. Nắp vung bằng nhôm luôn. L18, cái này nó là 230 ngàn. Mã số tiếp theo là L19 ạ. L19 nó cũng là một chiếc nồi bằng nhôm ạ. Chiếc nồi này lớn hơn một chút ạ. Đường kính miệng sẽ được là 22.5 và lòng nồi sẽ sâu là được 10 ạ. Lòng nồi sâu 10 và cũng còn mới chưa xài nữa các bác, mới tinh luôn. Đó, rất là mới. Đây, ở bên hông nó có cái logo này, hình con chim, và bên trong có chữ là SAK 22 cm này, 22 cm ạ. Cái nắp nồi, trên bề mặt nắp nồi thì người ta có mạ một lớp hoa văn hình những cái bông hoa màu xanh và màu đỏ nhỏ nhỏ trên bề mặt. Chiếc nồi mã số là L19 này là 280 ạ. Đến mã số tiếp theo là L20. 20 cũng một chiếc nồi bằng nhôm.
và bên ngoài thì người ta mạ một lớp sơn mạ một lớp mạ màu vàng. Cái đường kính của miệng nồi nó sẽ được là 28 cm và lòng nồi nó sẽ sâu là 12 cm. Ở trong lòng chiếc nồi này thì nó có những cái vết chảy xước này các bác. Này không biết là do người ta sử dụng kiểu gì mà nó bị chảy xước này. Bị chảy xước ở trong lòng nồi. Nồi còn rất là mới, gần như mới và đẹp mà bị chảy xước. Đây nó của hãng là Checkmark này các bác. Dập trên dập bên hông của cái nồi này, Checkmark. Đó. Và có logo của hãng nữa. Chiếc nồi này thì nó là mã 20 là 300 ngàn, 300 rất là to nha các bác. Cực kỳ to luôn. Đường kính miệng tới 26 luôn ạ. L20 300. Mã số tiếp theo là L21 ạ. L21 là một chiếc chảo bằng nhôm. Chiếc chảo này thì nó sẽ có đường kính miệng chảo là được 18 cm và lòng chảo nó sâu là 6 cm. Chảo còn rất là mới nha các bác, mới chưa xài luôn ạ. Mặt trong mặt ngoài đẹp hết, nó không cấn, không có lỗi gì hết ạ. Đấy, còn đẹp hết. Nó có một cái chiếc nắp vung này ạ. Và trên nắp vung có tem của Nhật này các bác. Và trên nắp vung nó có, người ta có làm ba cái lỗ để nó thoát khí. Khi ví dụ như đồ ăn các bác đun nó sôi ấy, thì khí nó sẽ thoát ra, nó sẽ thoát ra ba cái lỗ này, nó không bị kênh bị bật nắp nồi. Và cái nồi này thì nó có một cái quay để mình cầm chảo này, nó sẽ có một cái quay để mình cầm. Nó làm bằng nhựa cứng canh nhiệt ạ. Mã số này L21 170 ạ. Mã số tiếp theo là L22 ạ. L22 cũng là một chiếc nồi bằng nhôm. Chiếc này thì nó sẽ có đường kính là được 23.5, lòng nồi sâu là 10 cm. Lòng nồi sâu 10 cm, nó cũng có hai cái quay sách, nó làm bằng nhựa cứng cách nhiệt ở hai bên này. Và chiếc nồi nhôm này thì nó cũng như mấy chiếc kia, nhưng mà cái nồi nó sẽ dày, cái thành nồi này nó sẽ dày là được tầm 3 ly nha bác. Nó sẽ dày gần như là gấp đôi cái mấy cái nồi vừa nãy em quay á, nên giá nó sẽ cao hơn nha bác. Đấy, cái nắp nồi cũng còn mới nguyên, chưa qua sử dụng này. Nó có tem này, Mikado này, Top Gear này, Mikado Top Gear còn mới nguyên. Cái nồi này là L22, sẽ có giá là 450 ngàn. Đây các bác nhìn cái thành nồi rất là dày luôn, nó dày 3 ly hoặc là 3,5 ly đó. Nồi này thì nó dày gấp rưỡi hoặc là gấp đôi những cái nồi nhôm hồi nãy em quay đó. L22 thì có giá là 450 ngàn. Đến mã số tiếp theo là L23. L23 nó là một cái bộ thau bằng nhôm nha bác. Thau bằng nhôm nó sẽ gồm 5 chiếc ạ. 5 chiếc, đầu tiên là chiếc lớn nhất. Chiếc lớn nhất này nó sẽ có là đường kính là được 31 cm này. Cái lòng của cái thau là nó sâu được là tầm 13 cm. 13 cm cũng còn mới chưa xài nha bác. Ở bên trong nó có cái tem này 30 cm này, đường kính miệng này. Đường kính miệng đấy còn mới nguyên này. Các bác có thể về dùng để làm thau, để rửa hoặc là dùng để làm thau, làm cái tô hoặc thau để đựng thức ăn chín. Rất là sạch luôn các bác. Làm nhôm nó vừa nhẹ, cầm nó nhẹ mà nó sạch, mà nhôm Nhật rất là cứng nha các bác. Nó cũng cứng lắm ấy. Đến cái số 2 thì cái nhỏ hơn. Nhỏ hơn thì trước này thì nó sẽ có đường kính là được là 26 cm nha bác, 26 cm. Đây nó có ở dưới đáy nó có dập thông số này và dập chữ là Made in Japan này các bác, Made in Japan ạ. Cái số 2 là 26 này. Đến cái số 3 thì nó sẽ là 24 cm, cũng dập chữ Made in Japan ở dưới đáy của cái thau. Đến cái số 4, cái số 4 thì nó không dập nha bác, nó cùng ấy nhưng không dập. Không dập thì nó sẽ có tem ở bên trong này các bác. Tem chữ Nhật mà 21 cm. Cái số 5 thì nó nhỏ, nó cũng không dập. Thì nó sẽ có tem ở bên trong cái thau, cái tô, nó là 15 cm và có chữ Nhật. Bộ thau nhôm này thì nó là L33, L23 có giá là 350 ngàn. 350 ngàn 5 chiếc. Bình thường một chiếc to này nếu bán lẻ thì cũng tầm 100 rồi các bác. Chiếc to đã tầm 100 rồi. L23 là 350 ngàn, là bộ 5 chiếc. Mã số tiếp theo L24 ạ. L24 nó là một chiếc chảo bằng nhôm, chảo của Mỹ nha bác. Chảo của Mỹ, chảo chống dính của Mỹ. Đây nó có một chiếc nắp chảo này, cũng được làm bằng thép không gỉ. Cái này thì làm bằng thép không gỉ. Nó của hãng là Selmatic ạ. Selmatic. Đó, Selmatic.
Và ở trên nắp này thì nó sẽ có một, người ta sẽ làm một cái lỗ nha các bác, lỗ để thông khí đấy. Khi các bác nó vào, nó sẽ có một cái công tắc ở hai bên này các bác. Các bác gạt sang bên tay phải thì nó sẽ bịt cái lỗ lại, còn các bác gạt sang tay trái thì nó sẽ hở cái lỗ ra để nó thông khí, nó thoát khí ra khi các bác nấu á, đun nấu á. Chiếc này thì cũng còn mới, chưa qua sử dụng. Đường kính miệng chảo được 19.5, lòng chảo nó sâu được là khoảng 5.5 cm. Và cái phần quai tay cầm này thì được làm bằng nhựa cứng cách nhiệt này. Và chảo của Nhật Đức, à quên, chảo của Mỹ thì rất là dày nha các bác. Rất là dày và cứng đấy. Và như các bác xài có mà đập cũng không sợ cong vênh gì hết luôn. Này các bác có thể sử dụng được bếp điện, bếp ga thoải mái, bếp cả bếp ga, bếp điện. Đây. Bên hông của chiếc chảo này thì có dập hãng là Selmatic này, Made in USA đấy ạ, Made in USA của Mỹ. Lòng chảo là lòng chảo chống dính tự nhiên nha các bác, chống dính tự nhiên, các bác chiên xào thoải mái ạ. Mã này nó là L24, nó là 400.000. Cái này là hàng mới chưa qua sử dụng nên em mua chọn lọc nên giá nó cao, thì em sẽ bán nó sẽ hơi cao một chút đấy ạ, L24 400. Mà số tiếp theo L25, có một chiếc nồi của Mỹ nha các bác. Đường kính miệng nồi sẽ được là 22 cm, và cái lòng nồi nó sẽ sâu là được khoảng 10 cm nha các bác, 10 cm nha các bác. Cũng còn mới chưa qua sử dụng, nó cũng có cái quai, quai của nồi thì được làm bằng nhựa cứng cách nhiệt ạ. Cái nồi này thì nó cũng có chiếc nắp vuông, nó giống như cái nồi, cái chảo số N24 ạ. Đây, có cũng của cùng hãng là Selmatic. Selmatic còn mới chưa xài, và nó cũng có một cái công tắc và có lỗ thoát khí này. Các bác gạt qua gạt lại này, đó, công tắc đấy ạ. Để bịt cái lỗ thoát khí hoặc là mở cái lỗ thoát khí để cho khí khi đun nấu nó sôi thì khí nó có thể thoát ra được ạ. Đó, còn đẹp nguyên. Cái lòng nồi này thì nó cũng là dạng nồi chống dính tự nhiên nha các bác, chống dính tự nhiên ạ. Đây, bên hông của chiếc nồi này thì người ta cũng dập hãng là Selmatic, Made in USA, hàng của Mỹ. Mã số này nó là L25 thì có giá là 600.000. Mã số tiếp theo là L26 ạ. L26 là một chiếc chảo của Mỹ. Chiếc chảo này thì nó sẽ có một cái nắp vung. Nắp chảo thì được làm bằng kính xuyên thấu nha các bác. Các bác chiên xào thì các bác đậy nắp lại thì vẫn có thể nhìn được đồ ăn bên trong ạ. Và đường kính miệng chảo thì sẽ được là 29 cm. Lòng chảo sâu là 5.5 cm ạ. Đấy, chảo đường kính rất là lớn nha các bác. 26 là size lớn đấy. Cái size lớn nhất hình như là nó tầm 30, 26 là size thứ hai, cũng rất là lớn rồi đấy. Và cái quai chảo thì cũng được làm bằng nhựa cứng cách nhiệt ạ. Nhựa cứng cách nhiệt, khi các bác đun nấu thì các bác cầm quai này thì nó không bị nóng. Đó. Nó cũng của hãng là Selmatic, Selmatic Made in USA. Đây. Lòng chảo thì cũng là dạng chảo chống dính tự nhiên nha các bác, chống dính tự nhiên. Các bác chiên xào thoải mái, nó không bị dính đâu. Không bị dính nhưng mà các bác vẫn phải cho dầu tráng nhé. Chứ không cho dầu thì nó thì có chống dính thì nó cũng vẫn dính nha các bác. Nó vẫn bị dính đấy. Các bác phải cho một ít dầu tráng lòng chảo đi thì các bác chiên hoặc xào thoải mái. L26 thì có giá là 900.000, mới chưa qua sử dụng ạ. Mã số tiếp theo L27 ạ. L27 nó là một chiếc xẻng gấp của Mỹ. Chiếc xẻng gấp này thì nó sẽ có chiều dài lưỡi xẻng là được 21 cm, bề ngang lưỡi xẻng rộng là 15 cm ạ. Chiếc xẻng gấp này thì nó thường được sử dụng khi các bác đi cắm trại hoặc là đi dã ngoại cắm trại, thì các bác có thể gấp gọn được làm 3 khúc nha các bác. Gấp gọn làm 3 khúc. Đấy, nó gấp gọn làm 3 khúc. Khi duỗi ra thì chiếc xẻng này nó sẽ dài được là 60 cm, còn lúc mình gấp gọn lại thì nó chỉ dài là 20 cm thôi. Các bác có thể bỏ vào trong ba lô túi sách mang theo đi du lịch dã ngoại hoặc là đi chơi. Đi du lịch dã ngoại cắm trại. Đây, nó dài tầm 20 đến 22 cm thôi các bác. Chiếc này là của Mỹ ạ. Và nó còn rất là mới và đẹp. Đây. Đây là một chiếc cũng tương tự. Chiếc này nó, chiếc của Mỹ thì nó sẽ được dập chữ ở hai bên hông này nha các bác. Và nó sẽ có một cái miếng thép nó che cái chữ đấy đi. Đây, cái này thì em đã
em đã cậy, em đã bóc cái lớp thép, cái miếng thép, em lấy một cây em bóc cái lớp thép ra rồi nhau bác. Bên này thì nó sẽ, bên trái nó sẽ dập chữ là AMET này, AMET 72 ạ, em AMET 72, sản xuất năm 72. Còn bên tay phải thì nó sẽ dập chữ là US nha bác. Đây ạ, dập chữ US bên trong. Cái này thì khi gửi, thì bác nào mua thì khi gửi em sẽ gửi cái cây lành này. Còn cây này thì em cậy ra để em view cho các bác coi thôi ạ. View cho các bác coi thôi. Còn cây này thì nó sẽ liền nhé, nó có miếng thép che đi nha bác. Cái này thì em đảm bảo các bác là hàng Mỹ 100% nhé. Khi nào bác nào mua mà nếu mà bóc ra không phải hàng Mỹ thì em sẽ chịu trách nhiệm hoàn trả và bồi thường cho các bác nhé. Đấy, lưỡi rất là dày luôn, nó dày khoảng 3 đến 3,5 ly. Các bác mua về chỉ cần cầm lên thôi nào, các bác biết là cái thép của Nhật rồi, à thép của Mỹ ạ. Cầm lên là đã thấy cây xẻng nó cực kỳ chắc chắn và dày dặn luôn ạ. Và nó còn rất là đẹp, còn nguyên lớp xi này các bác. Cái này là hàng tồn kho, có thể là hàng tồn kho của quân đội nên nó còn mới ạ. Lầm 27 thì có giá là 1 triệu ạ. 1 triệu. Mã số tiếp theo là L28 ạ. L28 nó là một cây xẻng nhọn nhỏ ạ. Lưỡi sẽ dài được là 21 cm. Bề ngang lưỡi rộng là được 16.5 ạ. 16.5. Lưỡi xẻng của cây này thì nó có mạ, một lớp mạ màu vàng và nó cũng có một hai vết xước, vết trầy sơn nhỏ trên bề mặt ạ. Mặt dưới thì người ta đã sử dụng qua nên nó cũng có bị bong tróc lớp sơn ở phần mũi xẻng ạ. Nhưng mà nó còn rất là đẹp nha bác, bề mặt không bị xét gì ạ. Cái cán của nó thì nó bị gãy mất phần đuôi cán nên cán nó chỉ còn dài được là 41 cm ạ. Và cán còn rất là mới. Nhưng mà cái này chắc do vật khác nó bị đè nên nó bị gãy mất cái đuôi, phần đuôi cán rồi các bác. Và trên cán cũng có tem của Nhật ạ. Cây này thì các bác có thể về nối thêm cán hoặc là để xài, các bác có thể xài dùng trong những cái địa hình hẹp thì các bác có thể đào sới, trong những cái địa hình hẹp thì các bác dùng cán ngắn như thế này ạ. L28 thì là 150.000. Đấy các bác coi kỹ, nếu mà phù hợp với công việc của mình thì các bác có thể mua. Đến mã số tiếp theo là L29 ạ. L29 nó là một cây xẻng nhọn ạ. Lưỡi sẽ dài được là 21, lưỡi sẽ dài 22.5 cm. Bề ngang lưỡi sẽ rộng là được 17 cm. Bề mặt chiếc xẻng thì được mạ một lớp mạ màu trắng sữa. Và nó cũng còn đẹp, nó chỉ có một những cái vết chảy xước ni ti trên bề mặt thôi ạ. Và cái cán xẻng thì được làm bằng ống thép hàn liền với lại lưỡi luôn, cũng được mạ lớp sơn mạ màu trắng sữa. Cây này nó là L29, nó là 300. Đây, ở trên cán xẻng có cái tem mà nó bị bong chóc mất rồi ạ, nó còn dính lại một tí nước keo thôi ạ. L29 300. Đến mã số tiếp theo là L30 ạ. L29 là 200 ạ. À, L29 này là 200 nhé các bác, em ghi nhầm đấy, 200.000 thôi ạ. Đến mã số tiếp theo ạ. L30. L30 là một cái cây xẻng đào lưỡi nhọn size lớn. Cây xẻng này lưỡi dài là 29.5. Bề ngang lưỡi rộng là được 23 cm ạ. Bề mặt còn nguyên lớp xi mạ màu đen, ở phần đầu mũi thì người ta mạ một lớp xi mạ màu vàng. Cây này gần như chưa qua sử dụng hoặc là mới sử dụng lướt nên lớp xi mạ gần như còn nguyên ạ, nó chỉ bị bật chảy xước bong tróc một chút thôi ạ. Và cái phần cán của nó thì làm bằng gỗ còn rất là đẹp, trên cán thì có logo hình con chim này và nó có chữ Flying Swallow, nó có dập chữ trên phần cán ạ. Và phần đuôi cán cũng còn đẹp ạ. Cây này L30 thì có giá 280 ạ. Mã số tiếp theo là L31 ạ. L31 nó là một cái lưỡi cuốc ạ. Lưỡi cuốc này thì nó sẽ có chiều dài là được khoảng 18 cm. Bề ngang lưỡi rộng là được tầm 10 cm. Lưỡi này thì gần như là còn mới, chưa qua sử dụng nhá bác. Nhưng mà người ta để lâu ngày trong kho nên nó có bị bám rỉ trên bề mặt lớp sơn mạ này các bác. Bám rỉ một mặt trên thôi, còn mặt sau thì nó không bám rỉ, còn nguyên lớp sơn mạ luôn. Và lưỡi thì nó dày tầm 6 ly, rất là dày, các bác xài thoải mái nha bác. Các bác có thể mua về để cuốc ở những cái vùng đất khô cằn, đất cứng được. Thép của Nhật vừa cứng mà người ta làm thì dày chắc chắn nên các bác mua về xài rất là bền. L31 cây này, lưỡi này 180. Và số tiếp theo L32, cũng một chiếc lưỡi cuốc ạ. Lưỡi sẽ dài được là 17. Bề ngang lưỡi sẽ rộng là được 11.5. Lưỡi này còn mới, còn nguyên lớp xi mạ màu đen luôn, chưa qua sử dụng.
và bề mặt thì không rỉ sét gì hết, là nó dày cũng tầm được 7 ly luôn ạ. 7 ly nó mỏng dần về mũi mũi xẻ, mũi cuốc. L32 chiếc này nó là 200 ạ. Và số chiếc này là L33. Nó cũng một cái lưỡi cuốc nữa. Chiều dài lưỡi sẽ được là 19.5. Về bề ngang lưỡi cuốc sẽ được là 12 cm ạ. Rộng 12 cm. Trên lưỡi cuốc thì có tem mác mà nó bị bong chóc, nó mở chữ đi rồi nha các bác. Đó, cuốc của Nhật đấy ạ. Cái lưỡi cuốc này nó sẽ dày được khoảng 5 đến 6 ly, cũng tương đối là dày này. Rất là chắc chắn luôn ạ. Các bác mua về xài thì rất là bền, không sợ hỏng. L33 180. Mã số tiếp theo là L34 ạ. L34 nó là một cái lưỡi cuốc chim. Chiều dài lưỡi cuốc chim này sẽ được là dài là 25 cm. Bề ngang lưỡi rộng là được bề ngang rộng là 5.8 cm ạ, 5.8 cm. Đây, trên bề mặt thì không rỉ sét gì hết ạ. Nó có những cái vết rỗ ni ti trên bề mặt do người ta sử dụng lâu ngày rồi. Ở trên bề mặt lưỡi cuốc chim thì nó có đóng một cái dấu mộc ở trên lưỡi, chữ của Nhật ạ. L34 cây này 180. Mã số tiếp theo là L35. Nó là một cái cặp lưỡi cuốc làm vườn size mini ạ, size nhỏ. Chiều dài cán sẽ được là tầm 26.5 cm. Hai cây có kích thước là ngang nhau, hai cây kích thước ngang nhau. Cán bằng gỗ. Một cây thì cũng có tem ở trên cán nhưng mà nó bị bong chóc rồi, còn một cây thì còn nguyên tem hãng logo, hãng con voi ạ. Cái phần lưỡi đó. Lưỡi bén thì cây số 1 sẽ dài được là 10.5, cây số 2 thì cũng dài tầm 10.5, hai cây nó cũng kích thước ngang nhau. Sống lưng rất là dày các bác, nó dày tới 5 ly ạ. 5 ly mỏng dần về lưỡi. Một cây thì lưỡi có chữ, có một cây lưỡi không có chữ. Đây, hai cây, một cây lưỡi có chữ, một cây không. Một cây thì gần như mới. Hai cây còn đẹp gần như mới ạ. L35 180 ạ. Mã số tiếp theo L36 ạ. L36 nó là một cái chiếc móc ạ. Chiếc móc này thì nó sẽ dài được là 35 cm. Đấy, cái chiếc móc rất là dài và to. Này nhìn nó giống hình dáng một cái chiếc móc lưỡi câu luôn các bác. Mà ở bên Nhật thì em không biết là người ta xài trong việc gì ạ. Nó có một cái lỗ tròn ở đuôi của chiếc móc này, mũi nhọn này các bác. Và nó cũng dày tới khoảng 1 cm ạ, dày 1 cm. Thép thủ công rất là cứng. Chữ Nhật thì được dập chìm hai mặt của chiếc móc này luôn. Cái này các bác có thể mua về để, nếu mà nó phù hợp công việc của các bác thì các bác mua về sử dụng, hoặc mua về để siêu tầm cũng rất là đẹp này các bác. Này thì em không rõ người ta, người Nhật làm trong công việc gì ạ. Mã M36 nó là 450.000. Mã số tiếp theo L37 ạ. L37 nó là một bộ gồm 3 chiếc xẻng làm vườn size mini ạ, size nhỏ ạ. Chiếc số 1 sẽ có tổng chiều dài là được 29.5. Chiếc số 2 thì chiều dài thì nó cũng được tầm 28. Đến chiếc số 3 thì chiều dài thì cũng được dài là 27 cm. Ba cái thì chiều dài nó cũng xem nhau thôi ạ. Cái số 1 thì còn đẹp nguyên, nó có bám mấy cái vết ố ni ti trên bề mặt thôi ạ, còn khá là đẹp. Đến chiếc số 2 thì có nguyên lớp xi mạ này các bác. Ở mặt dưới thì có tem này ạ, có tem của hãng Daiso, có tem Nhật này. Đó, đến chiếc số 3 thì trên lưỡi thì nó cũng có một số cái vết ố ni ti, nhưng mà bề mặt không rỉ sét gì. Và còn nguyên lớp sơn mạ trên cán á. Và nó có một cái logo hình tròn bên trong có chữ Y, và nó có dập cả chữ Nhật trên lưỡi nữa. Một cái bộ gồm 3 chiếc xẻng nhỏ làm vườn. Mã L37 thì có giá là 180.000 3 chiếc ạ. Và số tiếp theo L38 ạ. Nó là một cái cây cưa gấp ạ, cán gỗ ạ. Cây cưa gấp này thì nó còn gần như là mới, gần như mới, cán còn rất mới, trên cán còn nguyên tem mác này các bác. Lưỡi dài 21 cm. Đây, cái phần lưỡi cắt này răng còn sắc bén. Bề mặt lưỡi thì nó chỉ dính một số cái vết ố li ti thôi ạ, chứ nó không rỉ sét gì hết ạ. Còn đẹp nguyên ạ. Cái L38 này thì có giá là 120.000. Cưa gấp L38 120. Mà số tiếp theo là L39. Nó là một cây cưa của hãng Samurai. Cưa này thì cũng khá là ít gặp nha các bác. Cái hộp đựng lưỡi cưa thì nó hộp còn đẹp, lành nặng. Và trên hộp thì nó sẽ dập logo của hãng Samurai này. Rồi hai mặt đều dập hãng logo hãng Samurai, còn nguyên tem này. Lưỡi dài 24 cm. Và nó có phần quai đeo nữa các bác. Các bác mang theo đi
làm thì các bác có thể đeo bên hông, bên thắt lưng ạ. Có sáng này thì nó sẽ có hình hai cây kiếm katana nha bác. Đây, logo hình hai cây kiếm katana. Và về phần lưỡi cưa, cái cả tay phần tay cầm thì được bọc cao su bên ngoài, nó có một hai vết xước nhỏ thôi ạ. Nó còn lành nhưng mà chỉ xước nhỏ một hai vết thôi. Còn về phần lưỡi là dài 24. Bề mặt lưỡi thì nó có dính những cái vết ố đen trên bề mặt, nó không bị rỗ rỉ gì mà nó bị ố này các bác. Lâu ngày cái lớp tráng, lớp chống rỉ nó bị bong chách, chóc hoặc oxy hóa thì nó sẽ bị ố vào cái lớp thép bên trong. Đó. Lưỡi cưa thì còn sắc bén, không bị cong vênh sứt mẻ răng nào ạ. Cây cưa này nó là mã L39 thì có giá 280 ạ. Mã số tiếp theo là L40, L39 280. Đến mã số tiếp theo là L40. L40 nó là một cái cây mỏ lết của hãng Lotter. Cây mỏ lết của hãng Lotter size 250, nó có dính một hai vết ố vàng nhỏ trên bề mặt chứ không bị rỉ sét gì ạ. Cây này còn gần như là mới chưa qua sử dụng, có dấu nội địa Nhật. Đây, cái hàm nó không bị gì, nhăm mẻ gì hết ạ, và nó không bị chảy sự trượt gì luôn ạ. Nó còn rất là khít nha bác, khi xoáy vào rất là khít, nó không rơ nát gì luôn ạ. Cái này nó là L40 thì có giá là 150.000, size 250 ạ. Và số tiếp theo là L41, cũng một cây mỏ lết. Cái này thì của hãng SK11, có dấu nội địa Nhật, mới chưa qua sử dụng. Đây, cái miệng khi ấy đây, khi xoáy vào thì nó rất là khít, không rơ nát gì, và mới chưa qua sử dụng nên cái miệng của nó không bị chảy trượt hoặc là sứt mẻ gì hết nha bác. Đây, nó có những cái vân này là vân sóng của người nhà sản xuất nha bác. Người ta làm ra cái vân này để nó kẹp chắc hơn đấy các bác. Nó kẹp khi nó kẹp ốc thì nó sẽ kẹp chắc hơn đấy ạ. Đó, chứ không phải là người ta làm nỗi đâu các bác, người ta cố tình làm như thế đấy. Cái này L41 thì có giá là 270.000, còn mới tinh luôn. Mã số tiếp theo L42, nó là một cái bào gỗ. Chiều dài cây bào sẽ được là 24 cm, bề ngang cây bào là được 6.5 và độ dày cây bào là 3 cm. Cái bào này mặt dưới thì được làm bằng nhôm, và người ta mạ một lớp sơn mạ màu đen. Cái phần lưỡi bào sẽ rộng là được 5 cm nha bác, 5 cm, và nó cũng có một hai vết nhăm nhỏ này các bác. Cái này thì em không quen mài lưỡi bào nên bác nào mà sử dụng thì về tháo lưỡi ra mài sơ lại nhá bác, mài sơ lại nó bị nhăm nhỏ thôi. Đây, nó vết nhỏ ni ti thôi ạ. Đó, nó còn nguyên tem trên bề mặt cây bào ạ. Mặt trên là được làm bằng nhựa cứng, còn mặt dưới làm bằng nhôm ạ. L42 là 220.000. Mã số tiếp theo là L43. Nó là một cây thước thủy bằng nhôm ạ. Cây này dài 30 cm, nó của hãng là Hakaput ạ. Hakaput có logo hình đầu con chim đại bàng và nó làm bằng nhôm. Nó sẽ có 3 chiếc đồng hồ cân nước. Đồng hồ số 1 thì nó sẽ cân nước dọc này, số 2 là cân ngang này, số 3 là nó sẽ cân nước góc 45 độ, góc 45 độ ạ. Và cái thước thủy này thì nó có từ tính nha bác. Người ta có gắn, chắc người ta gắn 5 châm mà gắn bên mặt trong ấy, nên nó có thể hút dính được những cái vật bằng kim loại như sắt thép được nha bác. Đây, nó có hình minh họa này các bác, nhưng mà người ta chắc người ta gắn ẩn ở bên trong thôi. Bên trong cái này em test thử rồi ạ, nó có thể hút dính được. Mã L43, cái này 100 ạ. Mã số tiếp theo là L44 ạ. Cũng một cây thước thủy. Cây này thì người ta đã sử dụng qua nên nó không còn mới đẹp lắm. Nó cũng còn đẹp, nó không bị cong vênh móp méo gì hết ạ. Nhôm của Nhật người ta làm rất là cứng luôn, nên nó xài nó bền, nó không cong vênh gì hết. Nó có hãng mà nó mờ rồi ạ. Và nó cũng có, cây này thì chiều dài nó được là 40 cm ạ, 40 cm. Và nó cũng có 3 cái đồng hồ cân nước, một đồng hồ dọc, một đồng hồ ngang, một đồng hồ cân nước góc 45 độ này. Và mặt sau của nó thì nó có một cái tem toàn chữ Nhật thôi các bác, toàn chữ Nhật thôi ạ. L44 cây này 130, nhôm Nhật, rất là cứng. L45 nó là một cây búa cao su, một cây búa hai đầu bằng cao su. Cây búa này thì cán phần tay cầm người ta bọc một lớp cao su màu đen, và cái cán thì được làm bằng ống thép không rỉ, và đầu búa thì cũng được làm bằng đầu búa thép không rỉ, và hai đầu thì người ta có hàng gắn cao su ở hai đầu,
một đầu là cao su đen, một đầu cao su vàng ạ. Cái búa này sẽ có trọng lượng là được 400g ạ. 400g. L45 cây này 100.000 ạ. Mã số tiếp theo L46 á. Nó là một cái cặp búa của Nhật, size mini. Cây này thì các bác có thể về mua về để các bác sử dụng để sửa chữa điện tử, hoặc là các bác có thể làm những cái đồ gia công giày da các thứ nha các bác. Búa nhỏ lắm. Mỗi cây thì nó nặng tầm 100g thôi, 120g ạ. 120g một cây, hai cây giống nhau. Cũng mới chưa xài luôn các bác, còn nguyên lớp sơn mạ này. Trên cán còn tem mác. Hai cây này L46 là 60.000 hai cây ạ. Mã số tiếp theo là L47 ạ. Nó là một cái cây búa đóng cọc trại. Các bác có thể mua mang theo để đi du lịch hoặc là đi dã ngoại, thì để đóng cọc trại, đóng lều trại này. Cái phần tay cầm thì được bọc lớp cao su màu đen, còn rất là đẹp, cái búa còn đẹp ạ. Nó của hãng là Ogawa. Và cái đầu búa thì cũng người ta cũng mạ vào lớp sơn mạ màu đen, chưa xài nên nó không bị bong tróc lớp xi ạ, còn nguyên ạ. Đó. Cái búa này thì nó sẽ có trọng lượng là được 550g ạ, 550g. L47 thì có giá là 150.000. Và số tiếp theo là L48 ạ. Nó là một cái cây búa phá băng của Đức. Cây này của Đức nha các bác. Đây, cái phần tay cầm thì người ta bọc một lớp cao su màu xanh. Nó có những một số cái vết nứt nhỏ. Này là do lâu ngày quá nên cái nên ví dụ như nhiều khi nhiệt độ cao thì lớp cao su nó sẽ giãn nở nên nó có những cái vết nứt nhỏ ni ti thôi. Nói chung là nó không sứt mẻ gì hết ạ. Nó chỉ có những cái vết nứt giống như là vết gân ở trên bề mặt thôi ạ. Cán thì được làm bằng ống thép kháng dỉ, và đầu búa cũng thế, được làm bằng thép trắng. Đầu búa đóng thì hình vuông và có một đầu nhọn, bên hông thì có răng cưa này. Này các bác có thể ở mang theo sử dụng những cái vùng băng tuyết thì các bác cứ dùng để phá băng, phá kính được ạ, phá băng hoặc phá kính. Hãng của nó là hãng Shellwa, made in Germany, Shellwa của Đức ạ. Cái búa này có trọng lượng là được 650g ạ, 650g. L48 nó là 400.000. Cái mã số tiếp theo là mã L49 ạ. L49 nó là một cái cây kéo cắt ống nước ạ. Cái này nó có tổng chiều dài là được 25.5 cm. Nó có một cái chốt cài ở phần đuôi này. Và nó được mạ lớp sơn mạ màu xanh. Nó của hãng là Caput ạ. Caput có logo hình đầu con chim đại bàng. Và cái phần lưỡi cắt thì còn sắc bén. Cái này còn mới, gần như chưa xài. Chưa xài. Và nó đây nó có size số này. Size của nó thì nó cắt được là ống nước từ 65mm đổ lại ạ. Là 6.5 cm đấy các bác. Ống 6.5 cm đổ lại. Cắt được ống khá là lớn đấy. Các bác mua cây này về cắt thì nó rất là tiện lợi để sử dụng khi ví dụ như những cái đường ống nước trong nhà thì thường nó chỉ xài ống nhỏ, thì ống 6 cm hoặc là ống 4 đến ống 6 thôi ạ. Nên mua cây này thì nó cắt được ống 6.5 đổ lại này các bác, 6.5 cm ạ. Mã số là 49 là 220 ạ. Mã số tiếp theo là 50 ạ. Nó là một cái cây Eto. Cây Eto này thì nó sẽ có bề ngang miệng là được 6.5 cm, và cái hàm mở rộng tối đa ra được là cũng tầm 6.5 cm ạ. Bề mặt miệng của nó thì còn đẹp, nó không bị sứt mẻ gì hết nha các bác, còn đẹp nguyên ạ. Và khi cái con ốc cái ren xoáy vào rất là trơn tru luôn các bác. Cái miệng kẹp khi kẹp lại thì nó rất là khít, nó không bị hở hoặc rơ nát gì hết ạ. Và bề mặt thì cũng còn nguyên lớp sơn mạ này các bác. Và hai bên sẽ có 4 cái rãnh để các bác bắt ốc vào những cái bề mặt khác nha các bác, để cố định chiếc Eto ạ. Mã số L50 thì có giá là 350.000 ạ. 350.000. Đây, khi các bác siết lại thì hai cái miệng kẹp nó kẹp vào nhau rất là khít luôn ạ. 350.000. Đến mã số tiếp theo là L51 ạ. L51 nó là một cái máy mài quay tay của Nhật. Cái máy này thì nó của hãng Loki, một hãng rất là nổi tiếng của Nhật ạ. Đây, nó có tem của hãng luôn ạ. Được dán trên máy mài, và được máy mài thì được mạ vào lớp sơn mạ màu xanh, còn đẹp, gần như lớp sơn mạ còn nguyên, không bị bong tróc gì ạ. Nó chỉ bị một hai vết chảy, vết xước ở những cái cạnh nhỏ đó.
và nó có cái phần để các bác kẹp cố định cái máy mài, các bác có thể kẹp vào bàn hoặc là kẹp vào một số cái mặt phẳng khác để cố định cái máy mài các bác sử dụng ạ. Cái viên đá mài thì nó sẽ có đường kính là được 7.5 cm và nó dày là tầm 1,3 cm. Viên đá này gần như chưa bị mài mòn nên nó còn khá là mới á và đẹp. Máy cũng còn đẹp. Mã số là L51 ạ. L51 là 200 ngàn, L51 200. Mã số tiếp theo là L52 ạ. L52 nó là một cái bộ cờ lê. Một bộ cờ lê gồm có 11 chiếc của Mỹ. Bộ cờ lê này sẽ được làm bằng thép chrome và vanadium rất là cứng. Đây, chrome vanadium này, hai cái hợp kim rất là cứng đấy. Và được làm bằng thép không gỉ. Nó sẽ gồm có 11 cây. Hãng của nó là hãng Lipon nha các bác. Lipon USA. Và nó sẽ có 10, nó sẽ gồm 11 cây. Nó từ cây 8 ly mà tới cây 24 ly. Cây 24 ly thì cũng cùng hãng cùng bộ, mà cây 24 ly thì nó sẽ dập chữ là Remax đen và mã số là DIN 3113. Nó sẽ gồm có 11 cây, là cây nhỏ nhất là cây 8 ly này, và một đầu cờ lê thường và một đầu cờ lê vòng này. Đến cây số 2 là cây 10 ly này. Đến cây số 3 là 11 ly. Đến cây số 4 sẽ là cây 12 ly ạ, 12 ly. Cây số 5 thì nó sẽ là 14 ly. Cây số 6 thì là cây số 5 thì nó sẽ là cây 13 ly. Cây số 6 sẽ là 14 ly. Và cây số 7 thì nó là cây 16 ly. Cây số 8 là cây mở ốc được 17. Cây số 9 mở ốc 19. Cây số 10 mở ốc 22. Và cây số 11 sẽ mở ốc là 24. Một bộ này thì nó là mã L52 có giá là 450 ngàn. Những cây cờ lê này thì sẽ có một đầu cờ lê bình mở bình thường và một đầu cờ lê vòng hai đầu ạ. L52 450 ngàn. Mã số L53 nó là một cái cây kìm mỏ quặng của hãng Săn Cây. Dài là được 25 cm, cây này dài 25 cm, có nguyên lớp sơn mạ màu xi đen này các bác. Một bên cán thì sẽ được đạp dẹp, nó giống như cái tô vít dẹp này các bác, có thể trong một số trường hợp các bác thể dùng để mở ốc được ạ. Và cái miệng kẹp của nó đây, miệng kẹp của nó mở khi mở rộng tối đa thì nó tầm 3.5 cm. Cái miệng kẹp lánh nó hình chữ V nha các bác, và nó được ghép đồng ở bên trong miệng ạ. Bèo đồng bên trong miệng kẹp. Cái này là mã MN53 có giá 190 ạ. 190. Mã số tiếp theo là L54. Nó là một cái cây kìm điện của hãng Sato. Cây này thì nó sẽ có chiều dài là được 20 cm. Cái phần tay cầm thì được bọc một lớp cao su màu đỏ. Nó còn đẹp nguyên nha các bác. Cây này còn gần như là mới ạ. Bề mặt còn nguyên lớp xi mạ màu đen. Cái phần cán thì nó không có vết chảy xước gì hết luôn ạ. Và cây kìm kẹp mà cây kìm điện của hãng Sato này thì nó sẽ có miệng, nó sẽ có hai chế độ kẹp nha các bác. Chế độ một, chế độ kẹp là miệng hở này, để các bác kẹp những cái con ốc lớn hoặc là kẹp những cái đinh lớn này. Còn chế độ số 2 là chế độ miệng kẹp nó sẽ khít nha các bác, thì để các bác kẹp những cái đinh hoặc là những con ốc nhỏ đinh. Và ở giữa thì nó sẽ có một cái lưỡi để các bác, lưỡi cắt để các bác cắt dây điện hoặc là các bác cắt kẽm được ạ, cắt kẽm. Mã số là L54 thì có giá 170 ạ. Mã số tiếp theo là L55. Nó là một cái cây kìm nguội của hãng Victor. Cây này sẽ có chiều dài là được tới 26 cm, size lớn nha các bác. Cái loại mà tầm 25, 26 đến 30 cm thì cực kỳ hiếm đấy các bác. Bình thường thì 20, 21 thì nó nhiều, 18, 20, 21 thì rất là nhiều. Còn cây này thì còn đẹp nguyên, cán bề mặt thì không rỉ sét gì hết ạ. Đây, ở trên cán thì mặt trong nó có dập chữ Victor Japan. Ở trên bề mặt kìm thì cũng có dập chữ hãng là Victor, Victor. Và cái miệng kẹp của cây kìm này thì nó cũng không bị chảy trượt gì hết ạ. Nó còn sắc bén nguyên này. Và có cái lưỡi cắt để chuyên cắt dây điện hoặc cắt kẽm. Cái lưỡi cắt này còn sắc bén và nó còn khít, nó không bị dập mẻ gì hết ạ. Nó cũng không bị hở. Cây kìm nguội này nó là L55 có giá 320. Mã số tiếp theo là L56. Nó là một cái cặp
Dọc bộ lục giác gồm hai bộ ạ. Nó của hãng Nafuka Japan, nó sẽ có một bộ lục giác vuông và một bộ lục giác hoa thị. Bộ lục giác vuông này thì nó gồm 9 cây, nó mở ốc từ 1.5 ly đến 10 ly ạ. Bộ lục giác hoa thị này thì cũng gồm 9 cây luôn ạ. Nó mở ốc từ ốc T10 đến ốc T50 ạ. Một cặp hai bộ lục giác này mã số L56 là 200 ạ. Mã số tiếp theo L57. Đó là một bộ gồm 5 cây bào bướm nhá các bác, bào bướm size nhỏ. Cái này thì nó sẽ có chiều dài là được 23 cm. Cái lưỡi bào thì nó sẽ rộng là được 2.3 cm. Bào này thì hai bên cán làm bằng gỗ và cũng còn mới chưa xài, lưỡi còn rất khỏe lắm. Trên cán có tem ạ, có tem của Nhật này. Kata Kazu ạ. Đây nó còn mới chưa xài các bác. Cái này nó sẽ là mã L57 thì nó sẽ có giá là 100.000 năm cây ạ, 100.000 năm cây còn mới. Mã số tiếp theo là L58 ạ. Nó cũng một cây bào nữa. Cây bào này thì nó sẽ có chiều dài là được 21.5 cm và đây nó sẽ có hai cái con ốc nó mạ vàng này. Nó để nó điều chỉnh cái lưỡi bào đấy. Và ở trên nó cũng có hai con ốc nhỏ nữa. Và cái bào này thì nó được làm bằng kim loại luôn ạ, làm bằng kim loại. Lưỡi bào đây nó có sẵn lưỡi bào rồi các bác. Về các bác chỉ điều chỉnh lưỡi lại để sử dụng thôi ạ. L58 cái này 130. Mã số tiếp theo là mã L59 ạ. Mã số tiếp theo là L59. Nó là một chiếc kéo cắt tôn đúc thép thủ công của Anh ạ. Cây kéo này nó sẽ dài được là 35.5 cm. Cây kéo sẽ dài là được 35.5 cm ạ. Nó được làm bằng thép rèn thủ công của Anh. Đây trên thì nó có hãng là Selfie của England đấy các bác. Nó dập trên hãng với này dập bằng nước sản xuất trên cái phần cán của cây kéo ạ. Và lưỡi kéo thì nó cũng rất là dày nhá, nó dày tầm khoảng 5 ly ạ, 5 ly các bác có thể dùng để cắt những cái miếng tôn lớn hoặc cứng được. Bề mặt lưỡi không rỉ sét gì hết ạ. Lưỡi còn sắc bén không nhăm mẻ gì hết ạ. Phần cán cũng còn đẹp ạ. Hãng là Selfie của England của Anh ạ. Cái này mã L60 350.000 ạ. Mã số tiếp theo là L61 ạ. Nó là một cái cây kéo cắt tôn, cũng một cây kéo cắt tôn đúc. Cái này dài được là 26 cm. Cán thì được mạ lớp sơn mạ màu đen và phần lưỡi cắt nó cũng dày tới khoảng 6 đến 7 ly. Lưỡi cắt thì bề mặt không rỉ sét gì hết và còn sắc bén không nhăm mẻ gì. Cái này size 10 inch. Ở một mặt thì nó có dập logo hình con chim ạ, hình con chim. Cái này mã L61 190 ạ. Và số tiếp theo L62. Nó là một cặp kéo cắt vải gồm hai cây. Hai cây này thì đều là thép trắng kháng rỉ nha các bác, thép kháng rỉ ạ. Chiều dài cây số 1 thì dài được là 20 cm, cây nhỏ, lưỡi cắt còn sắc bén á. Bề mặt lưỡi không rỉ sét gì. Có chữ dập trên kéo á. Và cây số 2 thì là cây lớn. Cây lớn dài được 2 năm ạ, 2 năm. Trên cán thì có quấn cái tem của Nhật và trên cây kéo thì có dập chữ logo của Nhật. Lưỡi cắt thì còn sắc bén, không nhăm mẻ gì hết ạ. Và cũng chưa bị mài mòn. Một cặp này L62 thì có giá 200 ạ. Mã số tiếp theo L63. Nó là một cây kéo cắt vải của Đức ạ. Chiều dài cây kéo là được 21 cm. Cây này size nhỏ. Cán được mạ lớp sơn mạ màu đen thì nó cũng có bị bong chóc lớp xi đi một phần ạ. Nó chỉ còn lại một phần thôi. Về phần lưỡi cắt thì đây, lưỡi cắt còn sắc bén, không bị nhăm mẻ gì hết. Bề mặt không rỉ sét gì, không rỉ sét gì luôn ạ. Đó. Và trên kéo thì người ta có dập logo của Đức, là logo hình một hình người. Và dập hãng là hãng này thì em không rõ nhé các bác. Người ta có dập chữ slogan này, slogan ạ, slogan của Đức ạ. L63 là 260 ạ. Mã số tiếp theo là mã L64 ạ. Là một cây kéo cắt cành đúc. Cái này chiều dài sẽ được là 22.5 cm, size lớn nhé các bác, khá là dài. Cái chốt cài phần đuôi kéo được làm bằng da, lâu ngày nó mủ nó đứt rồi. Về các bác chế sửa lại chốt cài thôi. Về phần lưỡi đây, lưỡi còn đầy đặn, gần như chưa bị mài mòn. Bề mặt lưỡi còn tương đối là đẹp, không có rỉ sét gì hết ạ.
có chữ nhật được khắc chìm dập chìm ở mặt bên trái của nơi kéo đó. Đây ạ, có hai chữ nhật được dập chìm mặt bên trái nơi kéo. Lưỡi thì còn sắc bén không nhăm mẻ gì. L64 cây này là 300, dài 22.5, size lớn đó. Mã số tiếp theo L65, cũng một cây kéo cắt cành đúc. Cây này sẽ có chiều dài là được 21 cm, ngắn hơn một chút. Lưỡi còn đầy đặn, nguyên zin, gần như chưa bị mài mòn. Trên bề mặt lưỡi có dập chìm chữ của Nhật và có logo hình giống như hình con chim đại bàng á. Hình con chim đại bàng. Bề mặt thì không rỉ sét gì hết ạ. Có chút, nó có rỉ sơ sơ thôi, nó không rỉ không đáng kể ạ. Rỉ một chút sơ sơ đó. Và có chốt cài ở đuôi kéo bằng da thì lâu ngày nó cũng bị mủn, nó đứt rồi. Thường cái chốt cài bằng da thì lâu thì xài một thời gian nó sẽ rất là dễ mủn và đứt. Thường những cây kéo bằng da thì ít cây về Việt Nam nó còn lại chốt da, trừ những cây mới. L65 thì cây này cũng giá là 300. Mã số tiếp theo L66, cũng một cây kéo cắt cành đúc. Cây này thì được đựng trong một chiếc hộp bằng gỗ và trên bề mặt chiếc hộp thì có dập chữ này, màu đen và có một con dấu màu đỏ nữa. Bên trong thì nó có một cái tem bằng giấy nữa, hộp bằng gỗ. Cây kéo dài 20 cm và cái phần cán tay cầm thì được bọc da. Trên cái phần da thì người ta cũng có dập chìm chữ này. Và cái bề mặt lưỡi thì còn đẹp nguyên. Trên lưỡi kéo thì cũng có dập chìm 4 chữ Nhật ạ. Dập chìm 4 chữ Nhật. Con ốc chốt thì được làm, con ốc được làm bằng ốc đồng. Ốc đồng ạ. Con ốc được làm bằng ốc đồng. Cái này còn mới nguyên trong hộp. Mã số L66, cái này 450.000. 450.000. Mã số tiếp theo L67. Nó là một cây kéo cắt cành của hãng là Garder Haven. Cây này size nhỏ, nó dài là được 18.5 cm. Các có thể mua về để cắt tỉa những cái cây bonsai mini trong nhà, hoặc là cắt tỉa những cái cây bonsai tầm trung cũng được ạ. Cán được làm bằng nhựa cứng màu trắng sữa. Trên cán có logo hãng là hình trái tim và có một con chim nhỏ bên trong ạ. Hãng là Garder Haven ạ. Lưỡi cắt được làm bằng thép không rỉ, còn rất là bén nha bác. Cái lưỡi này em đã test thử rồi, cắt giấy được ạ. Rất là bén ngọt, cắt giấy được. L67 150.000. Mã số tiếp theo L68 là một cây kéo cắt cành của Đức ạ. Cây này sẽ có chiều dài 16 cm. Cái phần cán được làm bằng nhựa màu trắng, còn khá là mới ạ. Đây có logo hai hình người dập trên lưỡi kéo, trên cây kéo. Và ở phần đuôi kéo người ta có chữ là Germany này. Cái phần lưỡi đấy, lưỡi thì làm bằng thép không rỉ, còn sắc bén mà không bị nhăm mẻ gì hết ạ. Đó, còn sắc bén nguyên ạ. Cái này L68 190 ạ. Mã số L69, nó là một cái cây kéo nhà bếp dùng để cắt rau thịt hoặc là cắt xương gà được các bác. Cắt xương gà, cán bằng nhựa cứng màu đen. Cán bằng nhựa cứng màu đen, có chốt cài đuôi phần đuôi cán. Lưỡi thì phần lưỡi kéo có thể tháo rời ra được nha bác. Đây, tháo rời ra được ạ. Nó mài vát một bên lưỡi kéo, một bên lưỡi thì lưỡi cong, nó giống như một lưỡi dao. Khi các bác tháo rời lưỡi ra thì các bác có thể dùng để thái gọt, giống như một con dao được ạ. Giống như một con dao các bác có thể dùng thái gọt được. Rồi khi các bác cắt thì các bác lắp lại thôi, lắp lưỡi lại. Và nó có một con ốc chốt này để nó giữ cái lưỡi kéo lại, nó không bị bung ra, không bị bung lưỡi kéo ra. Thép sử dụng là thép SK5 ạ, SK5. L69 cây này 250.000. Nó lưỡi dày được tầm 3 ly nha bác. Nên các bác có thể dùng để cắt xương gà, những con gà nhỏ vừa phải. Các bác có thể dùng cắt xương gà, cắt thịt hoặc là cắt rau đều được ạ. Mã số tiếp theo L70. Nó là một cái cây kéo tỉa còn nguyên trong hộp ạ. Cây này dài được là 19.19 cm. Đây, nó có thông số này, 190 mm ạ. Còn nguyên hộp, chữ nhật. Nó được làm bằng thép thủ công nha bác, còn mới tinh ạ. Nó có cái phần cán thì hai bên là một bên màu đen, một bên màu đỏ. Rất là đẹp luôn. Cái này là 70, 100, 100.000. 100.000. Còn mới nguyên, em nhặt ngoài bãi còn nguyên hộp. L70, 100. Mã số tiếp theo L71. Nó là một cái lưỡi rìu của Mỹ. Lưỡi rìu này sẽ có chiều dài là được 19 cm. Bề ngang lưỡi rộng là được 11.5 cm. Đây,
Giới thiệu của Mỹ trên nó sẽ dập chữ nằm man New Winton PA, và một bên sẽ dập chữ là USA số 4 á, USA số 4. Đấy, lưỡi bề mặt còn đẹp nguyên này các bác, không rỉ sét gì hết. Lỗ chêm cán hình oval. Lưỡi rìu này sẽ có trọng lượng là được 1,7 kg. 1,7 kg L71 cây. Lưỡi rìu này là 1.500.000, 1.500.000. Mã số tiếp theo là 72. Cũng một cái lưỡi rìu của Mỹ. Lưỡi rìu này là của hãng Chu Temper, một hãng rất là nổi tiếng và làm rìu Mỹ rất là chất lượng nha các bác. Chiều dài lưỡi rìu sẽ được là 19 và chiều ngang lưỡi rìu là 12 cm ạ, 12 cm. Đây, nó của hãng là Chu Temper, là Ferlin EADG Kennywood ạ. Đây, nó dập chữ, dập hãng trên bề mặt lưỡi rìu này. Một mặt bên này thì nó sẽ, cái này là chắc cho người sử dụng người ta có khắc những cái mã số lên bề mặt lưỡi. Đây, khắc những cái mã số riêng. Cái này không phải do nhà sản xuất nha các bác, chắc do người sử dụng người ta khắc lên. Bề mặt lưỡi rìu còn rất là đẹp này các bác. Đó, còn đẹp nguyên, láng mịn, không rỉ sét gì hết. Lỗ chêm cán hình oval. Và lưỡi rìu này thì nó sẽ có trọng lượng là được gần 1,7 kg, 1,65 kg. N72 1.700.000. Mã số tiếp theo là 73. Nó là một cái cây rìu chữ N, size lớn. Cây này nó có chiều dài lưỡi 16.5, bề ngang lưỡi rộng là 13 cm. Lưỡi rìu chữ N này dáng rất là đẹp này các bác. Đây, dáng cái thân dáng của nó hơi cong nhẹ rất là đẹp. Cái này các bác chêm cán vào nhìn nó mới đẹp. Cái lưỡi của nó cũng hơi cong nhẹ một xíu này. Bề mặt lưỡi thì còn đẹp nguyên, không rỉ sét gì hết. Lưỡi thì em không có mài gì hết nha các bác, còn để nguyên zin về đánh cước thôi. Các bác về chêm cán rồi thích thì mài cho nó bén, nó trắng cái lưỡi ra, không thì để nguyên zin vậy cho nó cũng được. Chỉ mài mép lưỡi thôi, mài tí mép lưỡi cho nó bén là xài thôi. Hoặc thích thì có thể mài trắng cái lưỡi ra. L73 thì có giá là 320. Mã số tiếp theo N74 ạ. Nó là một cái viên đá mài của hãng là Okuma, có logo hình đầu con gấu ạ, đầu con gấu. Chiều dài viên đá mài sẽ được dài là 18, bề ngang viên đá 6 cm và độ dày là dày 2.5 ly. Viên đá mài sẽ có hai mặt, một mặt màu trắng, một mặt màu đỏ, và độ mịn là 3000 và 8000 ạ. Viên ván này là N74 150.000 một viên ạ. Mã số tiếp theo N75. Nó là một cái cây tan lưới tan tô. Lưỡi này tổng chiều dài cả chuôi nó sẽ được là 35 cm, còn về phần lưỡi bén thì nó dài là 20 ạ. Lưỡi tan tô này thì em nhặt ở bãi xong về em đánh cước ra thì nó, em thấy nó có một vết lỗi như này nha bác. Đây, nó sẽ bị, nó cách chuôi khoảng là, nó cách cái vết nứt, nó có một vết nứt, nó cách chuôi khoảng 3 cm là nó có một vết nứt. Vết nứt này thì nó sâu khoảng là được tầm 3 ni đấy, nó cũng tầm 3 ni. Nhưng mà cái vết nứt này không ảnh hưởng gì hết nha các bác có thể về mài bén cái lưỡi đi xài bình thường. Vết nứt này nó cũng không ảnh hưởng gì, nhưng mà lỗi thì em kêu là lỗi thôi. Đó, ở trên phần mũi nó có rỉ một tí này. Nó có bị rỗ, nhăm rỗ một tí này. Lưỡi này thì em về em đánh ra nó bị lỗi nên em bán lỗ cho các bác nhá. L75 nó là 100.000, rất là dày luôn, sống lưng hình tam giác này. Nó dày cũng được tầm 4.5 đến 5 ni luôn đấy ạ. Về các bác mài làm con dao xài cũng rất là sướng. Làm con dao chặt ấy, có 100.000 này. L75 100. Mà số tiếp theo N76. Nó cũng một con dao chặt lưỡi mài hai mặt. Chiều dài lưỡi sẽ được là 17 cm. Bản rộng là được 3 cm và độ dày thì con dao này thì nó sẽ dày được là dày 6.5 ly ạ. Con này dày gần 7 ly, 6.5 ly. Lưỡi mài hai mặt, thép 3 lớp ạ. Trên bề mặt lưỡi thì còn nguyên lớp ram màu đen này các bác, còn khá là đẹp luôn, khá là mới. Và trên bề mặt con dao thì có chữ nhật được dập chìm trên bề mặt lưỡi, lớp ram màu đen. Và cái phần chuôi của nó là chuôi này thì là chuôi lớn nha các bác. Thì thường người Nhật những con dao này thì người ta sẽ không đóng cán đâu ạ. Người ta sẽ dùng một sợi dây thừng hoặc dây dù hoặc dây mây, các bạn, người ta quấn quanh cái phần chuôi này là người ta sử dụng luôn. Cái dòng dao này thì người ta sẽ không đóng cán á. N76 là 300 ạ.
76300. Mã số tiếp theo N77, cũng một cây dao chặt ạ. Cái này thì nó có một cái bọc nha các bác, một mặt bằng da, một mặt bằng ni lông này, còn đẹp nguyên nhá. Những cái chốt cài này làm bằng da còn nguyên, lành lặn, không có bị rách hoặc là bị đứt. Và về phần cây dao cán còn tương đối là mới, trên cán nó có cái tem cơ mà lâu ngày nó bị bong mất cái tem rồi các bác. Đây nó nên nó có một cái vết màu trắng này. Phần lưỡi dao sẽ dài được là 13.5. Bản rộng lưỡi là được khoảng 5.1 cm. Và độ dày chiếc dao này nó dày 5 ly ạ. Dày xấp xỉ 5 ly nha các bác, 4.9 ly đấy. Dao này thì nó có một cái mũi để chống trượt ở phần đầu này, và bề mặt lưỡi dao còn nguyên lớp ram đen này, có chữ được khắc thủ công trên bề mặt lưỡi. Lưỡi mài hai mặt thép 3 lớp, đây có vân thép ghép rất là đẹp này các bác. Lưỡi còn mới á. Cái này còn mới đó. Đây nó có cái bọc lưỡi. Cái bọc này thì bằng một mặt bằng da, một mặt bằng ni lông. Về các bác vệ sinh thêm nhá, rửa cho nó sạch sẽ đi. Nó còn đẹp lắm á. Mã số L77, cái này 308 á. Mã số tiếp theo L78. L78 nó là một cây dao chặt. Cái này thì chuôi nó khá là dài nha các bác. Cái phần chuôi nó dài tới 24.5 cm, người ta có quấn cái dây dù làm cán luôn này các bác. Và phần lưỡi đây. Lưỡi dài là được 10.5 cm. Bản rộng là 6.7 cm. Và độ dày cây dao thì nó dày là khoảng 4.8 cm, xấp xỉ 5 cm ạ. 4.8 á. Cây dao này bề mặt lưỡi thì còn nguyên lớp ram mạ màu xanh này, hai mặt ạ. Và lưỡi thì 3 lớp, rất là bén. Cái này hình như người Nhật chuyên dùng để chặt xương ấy, chặt xương. Lưỡi, cái phần sống lưng nó hơi cong nhẹ nha các bác. Khi các bác cầm chặt thì lưỡi nó sẽ ướn về đằng trước, mà lưỡi mép lưỡi nó cũng hơi cong này. Cái này dáng đẹp này các bác, dáng rất là đẹp luôn. Này dáng sống lưng hơi cong nhẹ nên cái lưỡi nó cũng cong cong theo sống lưng của dao. N78 cây này 350.000. Mã số tiếp theo N79, cũng một cây tương tự ạ. Cái này thì người ta chưa quấn vải, chưa quấn dây dù. Cái phần chuôi dài được 20.5 cm. Còn về phần lưỡi dao, lưỡi dài 13. Bản rộng là được 6.8 cm. 6.8 á. Độ dày lưỡi là nó dày tới 6.5 ly. Cây này khá là dày, bản rộng này. Nó bề mặt lưỡi còn nguyên lớp ram mạ. Lưỡi cũng 3 lớp mài hai mặt ạ. Phần chuôi còn rất là đẹp. Đây, cái này sống lưng cũng cong này. Và cái mép lưỡi nó cũng hơi cong nhẹ theo sống lưng. Đó. L79, cây này 450.000 ạ. Mà số tiếp theo L80 ạ. L80, nó là một cái cây Tanto ạ. Cây Tanto này thì nó sẽ có một cái hộp đựng lưỡi Tanto. Nó làm bằng gỗ nha các bác. Làm bằng gỗ. Bên ngoài nó bọc một lớp da. Da này là da công nghiệp thôi các bác. Nó da nó giống hình vải rắn này các bác. Vải rắn. Chứ không có phải da rắn thật đâu. Da công nghiệp. Và người ta có quấn thêm một sợi dây dù màu nâu quấn quanh để đề co, làm cho cái hộp này nó thêm đẹp hơn một chút. Còn về phần cán dao Tanto này, cán thì cũng được làm bằng gỗ, và bên một lớp bên trong thì nào người ta bọc cái lớp da cũng có hình vải rắn. Bên ngoài thì người ta có quấn thêm một cái lớp vải màu nâu để vừa trang trí mà vừa để chống trượt khi các bác cầm á, cầm sử dụng nó chống trơn trượt ạ. Về tổng chiều dài cây dao sẽ được là tổng chiều dài cây dao Tanto này sẽ được là 35 cm. Về phần lưỡi sẽ được là 22 cm. Bản rộng của lưỡi là được 3.3. Và độ dày của lưỡi Tanto này nó là dày tầm 4 cm nha các bác. Dày 4 cm, 3.9 cm, xấp xỉ 4 cm ạ. Cái này 3 lớp này các bác. Cái Tanto này 3 lớp, nó ghép lên tận với sống dao luôn. Và lưỡi hơi cong nhẹ, được mài bén lên tận mũi này. Và hai bên thì người ta có dập vân búa và có vân Damascus nhiều lớp rất là đẹp này các bác. Đó, vân Damascus và được dập vân búa nữa. Mã này nó là mã số là L80 ạ. L80 thì có giá là 1 triệu đồng. 1 triệu đồng. Hôm nay thì em hơi nhiều mã nên em quay tới mã 80 thôi nha các bác. Ở bên này thì có một số cái mẫu dao bếp này.
Các bác để ý cây nào thì các bác muốn mua cây nào thì các bác có thể nhắn tin qua Zalo cho em đánh dấu vào thì em sẽ gửi hình hoặc là quay qua Zalo cho các bác nhé. Đây có mấy cây dao bếp thôi. Hôm nay thì em lên được 80 mã hàng trên video đấy ạ. Giới thiệu với các bác theo dõi video thấy món đồ nào mà nó phù hợp với mục đích sử dụng của mình, giá cả thấy hợp lý thì ủng hộ giúp em ạ. Số điện thoại liên hệ em có ghi ở phần mô tả video. Em xin chân thành cảm ơn các bác quan tâm theo dõi. Em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bác ạ.